di động. Như vậy đối với lại bài lab 1 của mình ở đây, chúng ta có mã số sinh viên, họ tên, năm sinh, xuất ra năm sinh, xuất ra tuổi. Vậy bây giờ thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn làm phần này. Và chúng ta gọi đó là câu 2 hay là bài 2. Nếu như các bạn tạo thêm file nữa thì cũng được. Nhưng mà thôi, mình sẽ làm ở đây cho nó quen. Bằng cách các bạn gõ vô đây, in. Mình làm giống như ở trên. Ở trên là cái hàm main. Còn bây giờ mình đang làm ở đây là bài 2. Thì các bạn gõ vô đây cho thầy bài 2. Mở, đóng ngoặc. Mở, đóng ngoặc nhọn, enter. Gõ vậy được không? Cần phải hiểu mới gõ được không? Không cần hiểu. Gõ đi. Cứ chạy được đi đã. Rồi từ từ hiểu. Cho nên ở chỗ này không cần các bạn hiểu tại sao nó vậy. Bây giờ mình muốn làm bài 2. Thì mình xuống phía sau cái hàm main á. Mình enter xuống cái. Mình gõ in bài 2. Mở đóng ngoặc tròn, mở đóng ngoặc nhọn. Làm được không? Được. Ok. Phía trong này chúng ta sẽ khai báo một cái biến là năm sinh. Năm sinh lưu kiểu dữ liệu là gì ta? Số. Ok, năm sinh thôi. In. Năm sinh. Chấm phẩy. Hoặc là bạn gán bằng 0 cũng được. Giá trị này là giá trị gán đầu tiên. Hoặc là năm sinh bằng trừ 1 bằng bao nhiêu cũng được. Cái đó chưa quan trọng lắm. Tiếp tục. Chúng ta sẽ xuất ra một câu. Xuất ra dùng lệnh gì? À, print F nhập vào năm sinh. Mình gõ lệnh này được không? Chỉ gõ thôi mà. Chưa cần dùng gì đến chất xám ở đây cả. Cho nên thầy tin tất cả các bạn đều gõ được. Không cần hiểu. Đừng hiểu nha. Ai hiểu thì hiểu, mà ai chưa hiểu thì đừng có hiểu. Đừng có ráng hiểu. Cứ gõ đi. Nhưng mà cái chữ print thì in ra thì chắc là biết đúng không? Thì vậy thôi là hiểu rồi đó. Đó. Rồi bây giờ nè. Lấy vào. Lấy vào. Mình có tờ giấy. Mình muốn đưa vào máy. Mình làm gì ta? Ngoài cái chuyện chụp hình. Ừ, scan đấy. Scan app. Được chưa? Đưa vào. Nháy kép. À, hoặc đơn nháy kép. Khi bạn đưa vào, kiểu của chúng ta cần đưa là số nguyên phần trăm D giúp thầy. Quan trọng là gõ chạy nè. Chưa cần hiểu. Phần trăm D. Phẩy và năm sinh. Năm sinh là cái biến hồi nãy mình khai báo ở trên đó. Mình khai báo đây nè, năm sinh nè. Đây là nó nè. Và bây giờ chúng ta sẽ xuất ra. Chỗ này là xuất nè. Chỗ này là nhập nè. Chỗ này là cái báo biến nè. Được không? Bây giờ xuất. Xuất dùng lệnh gì? Print. Print. Xuất cái gì đây? Năm sinh. Cách ra cái. Năm sinh kiểu gì? Kiểu số nguyên phần trăm D phẩy năm sinh. Cứ gõ đi. Cứ gõ đi. Chưa cần hiểu gì hết. Chạy trước đi rồi hiểu. Print tuổi. Cách ra. Tuổi phần trăm D phẩy
2023 trữ năm sinh. Chấm phẩy. Kịp không nào? Kịp không? Kịp ha. Rồi ráng tí xíu, chạy đi đừng nghỉ. Lớp rất là siêng, tốt. Rồi mình chạy nè. Bây giờ mình chạy là nó chưa được đâu các bạn. Tại vì nó chạy là nó chạy cái hàm chính là hàm main. Còn bài 2 của mình nó không thấy đâu. Mình sẽ enter phía sau cái chữ Polytechnic này giùm thầy. Mình gọi bài 2 mở đóng mặt chấm phẩy. Kịp không? Bây giờ chạy thì nó sẽ chạy bắt đầu từ lệnh này xuống lệnh này rồi mới xuống gọi đến đây và chúng ta sẽ chạy F11. Đây, vấn đề của chúng ta là gì nào? Hello, FPT Polytechnic chấm nhập vào năm sinh. Nhìn không có đẹp. Chúng ta sẽ làm gì nữa? À, cái chỗ Polytechnic này xuống dòng, xịt N một cái. Nếu muốn xuống hai dòng, xịt N hai cái. Rồi, chạy lại. Bạn nào gõ chưa kịp, tí nữa xem lại. Hello Polytechnic, nhập vào năm sinh, ổn chưa? Bạn sinh năm mấy? 205, 2005, bao nhiêu tuổi? Ok, em nay 18. Nhìn vậy được không? Dễ nhìn không? Năm sinh, tuổi. Được không? Chúng ta cần cải thiện gì không? Một là du cách, hoặc là xuống dòng, tùy chúng ta. Đúng không nào? Như vậy chỗ này chúng ta muốn xuống dòng thì chúng ta làm gì? Thêm cái gì ở đâu? Thêm xịt N ngay ở dòng năm sinh. Được không nào? Và chúng ta chạy lại 2005, enter năm sinh 2005, tuổi 18. Được chưa? Ok, các bạn rất tốt. Và tí nữa thầy sẽ upload cái đoạn này lên. Các bạn về nhà chỉ cần gõ chạy, hiểu được đến đâu thì hiểu, mà chưa hiểu thì tìm hiểu thêm, mà nếu mà không tìm hiểu thì buổi hôm sau chúng ta lên chúng ta học tiếp. Đừng có cố gắng quá, nhiều khi nản. Được chưa? Mình cứ thoải mái lên, mình gõ cho nó chạy trước đi. Rồi chỗ nào hiểu được thì tốt, mà chưa hiểu được thì lên hôm sau chúng ta học tiếp. Nếu mà có cố gắng mà nghiên cứu được thì càng quý. Còn nếu mà mình cảm giác thôi mệt quá, bỏ, hôm sau lên học. Bởi vì thầy nói là các bạn cần phải hiểu, cần phải làm, cần phải biết. Cuối cùng các bạn không hiểu, không biết, không làm thì nó dẫn đến tình trạng gì các bạn? Hả? Nếu mà thầy dạy đến đây mà các bạn về nhà các bạn làm chẳng hiểu gì hết trơn, nản, đúng không? Thôi kệ, cứ nhớ đến đâu, biết đến đâu, hiểu đến đâu là quý đến đó. Còn không biết hôm sau cứ lên lớp đi, chúng ta lại làm lại và chúng ta lại hiểu. Được không nào? Còn bạn nào mà đã làm xong, chạy được chương trình thì cứ chụp hình và gửi lên giúp thầy. Và thầy nghĩ việc này sẽ không làm khó sinh viên của chúng ta. Làm sao mà làm khó được các bạn sinh viên của thầy? Đúng không nào? Khó không? Các bạn nói quá dễ đúng không nào? Và gõ thông tin lên đây. Thông tin của các bạn. Nhớ
gõ thông tin các bạn rồi để gửi nha. Được chưa nào? Rồi. Thank you.